Các bạn thấy không? Đây này, cả hai mặt của nó các bạn này. Đó. Cả hai mặt miếng thịt đều rất là giòn các bạn, rất là ngon. Chúng ta không cần phải chở luôn các bạn. Không cần phải chở mặt các bạn. Vì nó không khí nó khá là đều mà. Đó. Ngon luôn. Chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn. Hôm nay mình chia sẻ cùng các bạn cái công thức làm cái món thịt nướng nha. Ở đây mình dùng cái thịt ba chỉ các bạn. Chỗ này là khoảng cỡ 1 cân các bạn. 1 cân thì dùng được cho khoảng từ 8 tới 10 người, để cả bì nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ thái ra này. Mình thường thái cái miếng nó tầm tầm này các bạn, đừng thái mỏng quá. Thái mỏng quá lát nữa khi chúng ta nướng ấy, nó ngót vào nó sẽ mất ngon. Bây giờ chúng ta sẽ dùng vài cái nhánh xả này, một củ tỏi, hai củ hành cho 1 cân thịt nha các bạn. Các bạn hơi đập ra này. Đó, hơi đập ra các bạn thái nó sẽ dễ. Cái phần này nó già thì các bạn đập nó ra. Các bạn cứ để to này, lát nữa mình sẽ ướp vào thịt nha. Còn cái vụn này mình thả vào thịt luôn. Thịt lợn thì nó hợp với hành nên là mình sẽ dùng hành nó nhiều một xíu các bạn. Bạn hơi đập một xíu này. Đó, hơi đập một xíu là các bạn bóc được luôn này. Đó, bạn thấy không? Nếu như các bạn không đập đấy thì bóc rất là lâu. Đập một cái là bóc được luôn. Đó, tách được vỏ luôn. Đập ra các bạn cho vào cái máy xay luôn này. Đỡ phải băm các bạn. Đây là cái hỗn hợp mà hành, tỏi, xả. Giờ mình sẽ cho vào mình xay nha. Các bạn thấy không? Rất là nhanh. Xay nhuyễn ra để mình ướp. Bây giờ mình sẽ cho gia vị này. Mình có một cái thìa để mình đong. Thực ra thì mình ít khi mình đong lắm, vì là mình quen tay rồi các bạn. Các bạn đong cho mình khoảng 2 thìa nước mắm như thế này. Đó, 2 thìa như thế này. Đây là nước mắm ngon nha các bạn. Các bạn cho vừa thôi, vì là chúng ta sẽ còn ăn cái chả này với lại cái nước chấm các bạn. Đây là cái dầu hào các bạn này. Dầu hào. Dầu hào các bạn cũng cho giúp mình 2 thìa. Ở đây mình còn một ít nữa trong chai này, mình cho lốt khoảng 2 thìa rưỡi 3 thìa cho 1 cân thịt là vừa các bạn. Rồi, ok. Tiếp theo các bạn cho giúp mình một ít hạt tiêu. Hạt tiêu cho nó thơm. Rồi, hạt tiêu xong rồi. Đường. Đường để khi chúng ta nướng ấy, nó ra cái màu đẹp các bạn. Mình không thích ăn ngọt nên là mình cho ít nha. Mình chỉ cho bao nhiêu đường cho 1 cân thịt thôi. Các bạn ăn ngọt thì các bạn cho thêm. Mà cũng đừng cho nhiều quá nha. Cho nhiều quá nó cháy. Dầu ăn. Thịt có mỡ rồi nhưng mà cho một xíu dầu ăn nó sẽ ngon hơn các bạn. Dầu ăn mình cho khoảng một thìa này thôi. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ trộn đều này. Và để bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh các bạn. Để khoảng 2 tiếng rồi các bạn sẽ mang ra nướng nha. Để nướng thịt ngon hơn ấy, thì chúng ta sẽ cần làm nóng cái nồi trước 15 phút nha các bạn. Cái việc này nó giúp cho cái bề mặt thực phẩm đấy nó không bị chín quá nhanh, dẫn tới là cái nhiệt nó không vào được bên trong. Thế nên là cái món của các bạn nó sẽ kém ngon. Bây giờ mình sẽ cài 130 độ trong khoảng 15 phút này. Còn khoảng hơn 20 giây nữa là kết thúc cái việc làm nóng cái nồi các bạn ạ. Nhiệt độ bên trong nồi lúc này đang là 115 độ C các bạn. Lần đầu tiên thì mình để sẵn thịt ra cái khay nướng các bạn, để lát nữa mình cho vào cho nó nhanh. Bây giờ mình sẽ cho nó vào nha. Đó. Mình đặt vào. Các bạn ấn cho chặt xuống. Ok. Đó, bây giờ mình sẽ cài đặt, mình dùng điện thoại đi cho nó nhanh này. Mình xét thời gian là 15 phút. Đó, nhiệt độ là 180 độ nha các bạn. Bắt đầu này. Bạn thấy không? Trên cái nồi chiên của chúng ta thì nó cũng đang đếm ngược kìa các bạn. Các bạn có thể thấy cái nhiệt độ ở bên trong chiếc nồi chiên không dầu của Blue Wolf này, nó cỡ khoảng 170 độ các bạn.
nó sẽ chênh khoảng 10 độ so với lại cái nhiệt độ chúng ta cài đặt. Cái việc này cực kỳ quan trọng nha các bạn. Các cái lò chiên không dầu khác đấy thường nó sẽ không có cái cảm biến nhiệt độ bên trong này đâu. Bởi vậy thì cái nhiệt độ các bạn cài đặt nó sẽ khác khá là xa so với lại cái nhiệt độ bên trong nồi. Có nồi thì nó chênh tới khoảng 30 độ luôn các bạn. Bởi vậy thì các cái món ăn của bạn thường nó sẽ rất khó là chế biến các bạn. Các bạn có thể làm theo các cái công thức ở trên mạng đó. Người ta hướng dẫn các bạn để một cái nhiệt độ nhất định rồi, nhưng mà các bạn xét nhiệt độ theo nhiệt độ mà người ta hướng dẫn đó thì nó không đủ. Bởi vậy thì các cái món ăn của bạn nó sẽ thất bại nha. Các bạn thấy không, đây này, cả hai mặt của nó các bạn này, đó, cả hai mặt miếng thịt đều rất là giòn các bạn, rất là ngon. Chúng ta không cần phải chở luôn các bạn, không cần phải chở mặt các bạn, vì nó không khí nó khá là đều mà, đó, ngon luôn.